Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TĐ. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn lại là một dòng sản phẩm rất đặc biệt của ThinkPad các bạn ạ. Đó là chiếc ThinkPad X12. Các bạn đều biết thì với dòng Lenovo ThinkPad luôn có một cái niềm đam mê mãnh liệt, và mỗi một lần được review một dòng sản phẩm mới, nói chung cảm giác cực kỳ lạ. Và đây là một chiếc máy bán tại thị trường Việt Nam đâu đó lên tận hơn 50 triệu đồng các bạn ạ. Và hàng xách tay mà mình mang về sẽ có giá cực kỳ tốt, giới thiệu cho mọi người. Cuối ở video này mình sẽ bật mí giá nhé. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu chiếc máy này. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là một dòng sản phẩm lưu siêu mình mang tại thị trường Mỹ về các bạn nhé. Đây các bạn chỉ thấy là cái siêu đỏ này. Đây, tên của máy này các bạn ơi, ThinkPad X12 này, Gen 1. Thông số kỹ thuật mọi thứ có thể có ở đây nhé các bạn nhé. Các bạn có thể check tang thoải mái luôn. Đây là chiếc đầu tiên, chính vì thế lại phải hy sinh khui siêu. Và cũng nói luôn các bạn là sau video này mình sẽ giảm giá các bạn 2 triệu chiếc máy này. Bạn nào mua nhanh tay nhé. Đây là cái hộp bên trong này các bạn ơi. Đây là ngăn máy này các bạn này. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nhé, mình tạm cất vào đây. Và đây là cái đốc phím riêng. Ái chà. Các bạn sẽ nhìn thấy này, một cái bàn phím cực kỳ phê ThinkPad các bạn ạ. Đây là cái sạc Type-C các bạn này, đây là dây nguồn. Đây, chân sạc Type-C các bạn nhé. Công suất của nó là 65W. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Cái bút này vẫn cần chúng ta phải lắp pin các bạn nhé. Đây là cái loại pin con thỏ bình thường thôi. Chúng ta mua hoàn toàn đơn giản. Vâng, thưa các bạn. Thế là jack mất siêu rồi. Các bạn sẽ được giảm luôn 2 triệu các bạn nhé. Sau khi mình review chiếc máy này. Bao giờ cũng vậy, mình sẽ tặng cái chiếc máy đầu tiên review. Xin lỗi các bạn là mình giảm giá chứ không phải tăng. Đây các bạn ơi. Dòng sản phẩm tablet nhé. Có thể tháo rời. Vâng, thưa các bạn. Mời các bạn chiêm ngưỡng một vòng nhé. Đầu tiên là tớ sẽ tách cái bàn phím ra. Các bạn chú ý cái này, tách bàn phím thì mình tách từ từ như này. Và nếu mà chỉ cái mảng này không thì chúng ta sẽ có trọng lượng là 760g. Nó chỉ mỏng 8,8mm các bạn ạ. Và khi lắp phím vào thì nó sẽ dày lên là 14,5mm. Trọng lượng sẽ là 1,1kg. Cái bút này sẽ lắp vào đây các bạn này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là truyền thống này. Logo ThinkPad này. Camera này. Các bạn ơi, camera sau của nó lên đến 8 megapixel các bạn ạ. 8 megapixel luôn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy những cái công nghệ này. Cái phần này các bạn mở để làm gì ạ? Các bạn để trên mặt bàn như này. Đó. Như kiểu Surface. Các bạn sẽ thấy đây phần tiếp nối để lối bàn phím các bạn nhé. Và hai cái G để giữ chặt cái phím này. Các bạn ơi, đây là khe cắm sạc này. Đây là khe cắm lavalio SIM. Đây là cổng Thunderbolt 4 này. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5. Còn bên trên thì các bạn sẽ thấy đây là cái khe tản nhiệt này. Và cũng có thể là tản loa bên trên. Ở đây chúng ta sẽ có một phím bật nguồn. Có thể phần này là sẽ hút không khí vào này. Đây là volume to nhỏ này. Đó, lỗ khóa của máy này. Mặt trước của máy là camera 5 megapixel và có tính năng nhận diện khuôn mặt và có cả nút che bảo mật cho doanh nghiệp, bảo mật camera này. Có nghĩa là che camera đi. Và cái viền màn hình thì các bạn sẽ thấy nó khá dày. Cái phần này thì các bạn dùng thì cẩn thận không xước nhá. Bên trên này nó có phủ một cái lớp cao su đặc biệt, đặc trưng của dòng ThinkPad để chống bám vân tay. Và chiếc máy này vẫn đạt được tiêu chuẩn quân sự độ bền STD-810G của quân đội Hoa Kỳ các bạn nhá. Đây mình đang khởi động máy lên. Mình sẽ giới thiệu qua bàn phím này. Cái phím checkboy này các bạn thấy nó vẫn dùng được bình thường nhá. Đặc trưng riêng trên dòng của ThinkPad này. Đây là con chip bảo mật vân tay được tích hợp trên bàn phím luôn này. Có 3 phím bấm. 2 phím bấm bên dưới, vị trí là 5 phím bấm. Và con chuột này cũng hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm. Và cái lớp này cũng phủ một lớp cao su đặc biệt chống bám vân tay. Và phím này thì cũng có led sáng để các bạn có thể sử dụng về đêm nhé. Đây các bạn bấm phím FL bên giữa này. Đây các bạn thấy là máy đã khởi động xong. Đây các bạn đặt phím này. Khi đặt vào cái nó tự hút. Và khi các bạn thấy phần phím này, các bạn kê cao này nó sẽ chuất cái góc như này. Bấm sẽ sướng hơn và dễ dàng hơn.
Và khi chúng ta dùng ở chế độ máy tính thông thường thì các bạn mở như này cho mình. Đó. Đây các bạn, phím nó cũng có hai lắc sáng như bình thường, giống như dòng ThinkPad. Nó hơi trách này thì các bạn bấm phím sẽ rất sướng. Đối với các bạn kinh doanh, kế toán, marketing hay các bạn thường xuyên di chuyển, thì đây là một chiếc máy chắc chắn rất tuyệt vời cho các bạn. Bấm phím rất là sướng nha các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, cái mặt trước của chiếc máy đấy, các bạn sẽ thấy là cái màn hình của nó kích thước nó cũng sẽ hơi độc đáo một chút các bạn, mà không giống như tỷ lệ như chiếc laptop thông thường. Đây là màn hình với kích thước là 12,3 inch, tỷ lệ của nó là 3:2, phổ thông trên các dòng máy mà tablet các bạn nhé. Đây, camera nhận diện khuôn mặt IR luôn này, và bảo mật vân tay này. Đây, phím này các bạn nhìn thấy là mình đã bật cả lên, nó sáng này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Ở ngoài thì có một lớp kính Gorilla Glassic sẽ bảo vệ chiếc máy cực kỳ tốt. Đây, mình đang kiểm tra phần cứng bên trong máy nhé. Đây là con chip bảo mật vân tay này các bạn này. Bluetooth của máy là 5.1 này. Camera IR luôn nhá. Cái máy các bạn thấy IR là tính năng quét bằng hồng ngoại, rất là tiện luôn, mở máy bằng khuôn mặt. Ổ cứng bên trong sử dụng Skyhelix 512GB. Và cái hay của phiên bản này là đã được nâng cấp lên cái VGA đó là Iris Xe Grandfix nha các bạn nhé. Đây là con chip i7 này. Ngoài con chip i7 thì hiện nay cửa hàng mình có cả phiên bản i5 các bạn nhé. i7-11610G7-1.2. Còn các bạn nhìn thấy là cái wifi sử dụng trên máy cũng là wifi 6 và được hỗ trợ 4G tại thị trường Việt Nam. Có nghĩa là các bạn cắm sim vào cái là dùng 4G luôn. Thế tính ra chiếc máy này quá ngon. Mình đang test ổ cứng cho máy này. Tốc độ của ổ cứng thì các bạn thấy là gần sấp xỉ 2.6GB/giây và tốc độ ghi của nó sấp xỉ 2.1GB nhá. Ổ cứng tương đối là nhanh. Và chiếc máy này để mở ra ấy, để nâng cấp bên trong máy thì có lẽ là rất là khó, và các bạn sẽ phải mở một cái lớp này ra, mở màn hình ra giống như Surface. Và chỉ cho phép các bạn nâng cấp ổ cứng bên trong thôi, còn RAM sẽ được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà không thể nâng cấp. Còn RAM của máy đã là 16GB rồi. Thì mình nghĩ là một chiếc tablet với RAM 16GB cũng cực kỳ ổn. Còn các bạn thấy là đây là cổng sạc, này là sạc Type-C các bạn nhé. Còn bên trên này mới là Thunderbolt. Với Thunderbolt 4, đây cái cổng trên này, nó ra băng thông lên đến 40GB/giây. Đây là cổng nhanh và mạnh nhất hiện nay. Các bạn có thể cắm thêm một cái màn hình độ phân giải siêu cao từ bên ngoài qua cổng này, tín hiệu âm thanh và hình ảnh siêu LED luôn. Các bạn ơi, tỷ lệ bao phủ màu của chiếc màn hình cực kỳ cao luôn, 100% sRGB và 64% Adobe RGB. Trong khi đó thì màn hình được sản xuất năm 2020. Độ sáng của màn hình đạt 400 nit các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm âm thanh của chiếc máy nào. Ai chà, hai cái loa này các bạn này. Đây. Và sở hữu màn hình 3:2 chính vì thế khi các bạn mở máy cái định dạng video, các bạn thấy nó sẽ thừa một chút ở đây. Đấy, các bạn thấy thừa một chút. Và màn hình của chiếc máy này thì có thể nhìn như này. Nó có thể đạt 178 độ, các bạn hoàn toàn vẫn có thể nhìn trên màn hình luôn, góc nhìn rộng, hình ảnh cực đẹp luôn. Và với độ sáng 400 nit thì thậm chí các bạn có thể làm việc ngoài trời thoải mái luôn. Loa thì cũng không quá to, chẳng quá nhỏ, vừa đủ các bạn nghe các bạn ạ. Với chất lượng màn hình như này thì anh em mà dùng thiết kế design thì quên sầu luôn anh em ạ. Đây là chế độ dùng máy tính thông thường thì các bạn sẽ nhìn này. Còn nếu mà các bạn chuyển sang chế độ tablet ấy, thì nó sẽ tự động xoay. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đây. Và cái cảm giác cầm một chiếc máy với trọng lượng hơn 700g mà cầm một tay như này thì mình cầm hoàn toàn là thoải mái như những chiếc máy tính bảng thông thường. Đấy, khi ở chế độ tablet thì cái bàn phím ảo nó sẽ tự hiện như này. Nhưng mà sau khi dùng một lúc, khi mình cầm bằng tay này thì cái phần này của nó này, cảm giác nóng tay luôn. Đây. Bởi vì đây là một chiếc máy tính hoàn chỉnh, nó không khác gì một chiếc laptop cả. Nhưng mà nó mỏng cái này thì mình nghĩ là tản nhiệt có thể là sẽ không tốt cho lắm. Đây các bạn thấy đây, công nghệ cảm ứng đa điểm này. Mình sẽ thử cái bút này nhé. Có bút như này thì các bạn để làm gì ạ? Để vẽ chính xác hơn. Và chúng ta không thể vẽ bằng tay được mà phải vẽ bằng bút thì nó sẽ chuẩn hơn. Đối với các họa sĩ hoặc các bạn có thể vẽ các bản vẽ kỹ thuật trên chiếc máy này, nó là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể dùng để thiết kế thời trang, các bạn có thể dùng trong các lĩnh vực chẳng hạn như xăm hình chẳng hạn. Mình thấy là các nghệ sĩ xăm hình bây giờ vẽ lại các bản vẽ thiết kế từ trước rất nhiều cho khách xem. Hoặc đơn giản các bạn là một người kinh doanh, các bạn có thể mang ra ngoài, nó cũng sẽ cực kỳ lịch sự. Và đây là một chiếc máy tính hoàn chỉnh các bạn nhé, có thể sử dụng tất cả những cái ứng dụng trên hệ điều hành Windows. Vâng, thưa các bạn, thì cũng giống như chiếc laptop thông thường thì mức FPS sẽ nhận được từ khoảng 29 đến 30 ở chế độ 3D.
Còn ở chế độ 2D thì máy lại cực kỳ ngon, mức FPS sẽ đạt ở mức khoảng trên 500. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Và đúng như mình dự đoán thì nhiệt độ của chiếc máy thực sự là không được mát mẻ. Mà dù dòng ThinkPad thì họ luôn nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt, nhưng các bạn cũng hiểu là một chiếc máy nó mỏng như này, là một chiếc tablet nhưng được trang bị cấu hình thì hoàn toàn giống như những chiếc máy tính xách tay. Đây các bạn thấy là chế độ 3D, mức nhiệt độ sẽ ở mức khoảng 80-90 độ. Thực ra nhiệt độ như này là hơi cao đấy các bạn ạ. Và một chiếc máy nó sẽ chạy ở mức độ nhiệt độ ổn định thì nó sẽ ở mức từ khoảng 90 độ đổ xuống các bạn nhé. Sờ phần lưng hơi nóng các bạn ạ. Nó sẽ nóng khoảng ở mức ở lưng, tản nhiệt ra khoảng hơn 5-60 độ đằng sau mặt lưng này các bạn này. Phần trên này là hút không khí vào các bạn ạ. Xin lỗi các bạn, nó hút không khí vào từ bên trên. Hút không khí vào bên trên mà thổi khí nóng lại ra sườn bên này. Ban đầu là mình tưởng hút khí vào đây, thổi ở đây, nhưng mà nó lại thổi khí nóng ở đây. Tại vì chiếc máy này mình không mở ra. Các bạn ơi, với thế hệ chip i7 thế hệ thứ 11 thì nó gọi là chip Tiger Lake các bạn ạ. Với tiến trình sản xuất chip là 10 nanomet của Intel. MCU này mọi người đều có thể nhìn thấy là 4x8 luồng. Xung cao nhất của máy có thể hoạt động ở mức là 4.40. Nhưng ở đây các bạn sẽ thấy là cái xung nhịp hoạt động bình thường của nó chỉ hơn 1 chấm thôi các bạn nhé, 1.2. Công suất tiêu thụ của MCU này nó là 15W thôi. Ở chế độ cấu hình thấp thì nó là 7W các bạn ạ. Đây các bạn thấy là khả năng render của máy thì thực sự không được ấn tượng, bởi vì đây là dòng CPU tiết kiệm điện. Chiếc máy này làm 2D hoặc vẽ 3D tốt các bạn nhé, nhưng mà render 3D thì chiếc máy sẽ không phù hợp. Điểm số của nó các bạn thấy là nó cũng không ấn tượng quá, nó chỉ có 459 thôi. Bởi vì em CPU này nó được tối ưu để phù hợp với một chiếc tablet như này. Còn với cái Iris Xe Graphics thì theo Intel giới thiệu thì nó mạnh hơn đến 2,7 lần so với UHD Graphics thế hệ cũ, và nó sẽ tối ưu tốt các định dạng video 4K và thậm chí có thể chơi những tựa game tầm trung ngon lành luôn mà không bị giật lát. Các bạn ơi, ở cái phần mềm CPM15R thì nhiệt độ hoạt động ở đây thì các bạn thấy là CPU ở ngưỡng khoảng 70 độ C, và FPS ở đây thì mình đang chạy thì các bạn thấy là nó sẽ hơi giật một chút, nó chỉ 50-60. Bởi vì thực tế thì cái Iris Xe này nó chỉ là Vega On, nó sẽ tương tự nhiều một Vega rời như NVIDIA GeForce MX350 chẳng hạn với dung lượng 2GB. Nói chung có thì vẫn hơn các bạn ạ. Chất lượng phím thì các bạn thấy là bấm là rất sướng luôn. Nhưng mà phím này thì hơi chìm hơn so với những chiếc ThinkPad truyền thống các bạn nhé. Đây các bạn thấy là cái FPS nó kéo lên là 57,40. Vâng thưa các bạn, thì tớ cũng test thử cái tựa game Orion. Các bạn thấy là khi mình chơi thì có cảm giác như hơi giật một chút, bởi vì FPS thực tế của nó chỉ nhận được từ khoảng 40-50. Các bạn chú ý đây là game 3D. Và thực ra những chiếc tablet thì chơi những tựa game kiểu dạng như này thì có thể là không phù hợp, bởi vì màn hình nó sẽ nhỏ. Đấy. Và chất lượng phím của dòng này thì bấm thì ok, và loa thì các bạn có thể nghe thấy trải nghiệm rất là ok. Chất lượng màn hình thì không có gì để chê cả. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng 70 độ C thì đây vẫn là cái nhiệt độ cho phép để các bạn có thể chơi game mà không hại máy các bạn nhé, và không bị tụt xung. Với những tựa game tầm trung thì các bạn hoàn toàn có thể cài vào chiếc máy này để vui chơi thoải mái nhé. Còn những tựa game chuyên nghiệp thì chiếc máy sẽ không đáp ứng được đâu, bởi vì dòng này thực tế thì không phải là dòng chơi game. Mình chỉ cài những tựa game nó nhẹ để mình giải trí những lúc rảnh thôi. Vâng thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Lenovo ThinkPad X12 Tablet. Đây là một thiết bị phải nói là cực kỳ cao cấp của Lenovo. Nếu như bán tại thị trường chính hãng tại thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ có giá khoảng trên 50 triệu. Nhưng nói luôn, đợt này thì giá sale bên Mỹ và mình mua được một ít hàng giá rất tốt. Tớ sẽ bán cho các bạn với phiên bản i7 này, giá là 34.990.000. Ngoài ra shop tớ còn có cả phiên bản i5. Đây là máy mới nguyên sale 100%. Còn bạn nào mua chiếc máy mình đã review trên tay, mình sẽ giảm luôn cho 2 triệu, mình đã hứa ngay từ ban đầu rồi. Thì vậy thì chiếc máy này nó phù hợp với ai ạ? Nó phù hợp với các bạn kinh doanh, các bạn thường xuyên di chuyển đi lại, cũng như các bạn dùng để thiết kế design, các bạn vẽ về kỹ thuật, thì đây là một chiếc máy vô cùng tuyệt vời. Với chất lượng bàn phím tốt, chất lượng màn hình tốt và chất lượng bảo mật của nó cực kỳ ok, với camera nhận diện khuôn mặt, bảo mật vân tay, bảo mật BIOS và thêm một lớp là bảo mật Windows. 4 lớp bảo mật phải nói là cực kỳ an toàn cho người dùng. Tốc độ pin của máy có thể duy trì dùng đến 8 đến 10 tiếng chế độ người dùng văn phòng. Đấy, thoải mái các bạn dùng một ngày mà không cần phải sạc nhá. Cái cổng kết nối thì ở chiếc máy này thì mình nói luôn các bạn là cái cổng thì hơi ít, thì các bạn sẽ thấy là không có cổng truyền thống mà chỉ có USB Type-C và Thunderbolt thôi.
Nên thành ra khi các bạn sử dụng các thiết bị ngoại vi là chúng ta phải cắm thêm một cái cổng chuyển mới dùng được các bạn nhá. Máy bán sẽ kèm theo một cái bút như này. Vâng thưa các bạn, nếu mà mình trải nghiệm tầm khoảng 3 đến 4 tiếng các tác vụ về đồ họa kỹ thuật mà ở mức chạy cao một chút thì các bạn sẽ thấy là vừa nãy mình nói luôn rồi, cái nhiệt độ tản nhiệt đằng lưng máy hơi nóng một chút các bạn ạ, và nhiệt độ có thể lên đến 90 độ C nếu như các bạn sử dụng các phần mềm mà chạy đồ họa nặng. Nhưng thưa các bạn là chiếc máy này thực ra sinh ra không phải dành cho dân đồ họa mà nó chỉ dành cho những cái công việc tầm trung. Như vừa rồi mình giới thiệu các bạn sử dụng chiếc máy này cực kỳ hợp lý. Và lưu ý đây là một chiếc tablet, một chiếc máy tính đủ những tính năng của một chiếc máy tính Windows, đạt được tiêu chuẩn quân sự về độ bền quân đội. Rất ít những chiếc tablet mà đạt được tiêu chuẩn độ bền quân đội các bạn nhé. Đấy, kể cả những chiếc iPad các bạn dùng thì nó chỉ chạy macOS thôi và là không thể chạy Win và là không có tiêu chuẩn độ bền quân đội. Nói chung thì đây là một chiếc máy có cái chất riêng của nó, và đây là thế hệ thứ 3 của dòng máy tablet này. Nó đã có từ những năm 2018. Và khi chúng ta tách này, đấy, các bạn sử dụng một chiếc ThinkPad cầm như này, chất của nó vẫn là riêng, không đụng hàng các bạn nhé. Vâng thưa các bạn là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Lenovo X12 tablet của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.